Hi, rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trong clip review đàn hôm nay. Trong clip hôm nay thì Thân Nguyễn muốn review cũng như là giới thiệu đến anh chị và các bạn một mẫu đàn guitar classic rất là đặc biệt của hãng guitar Martinet. Đấy. Theo Thân Nguyễn đánh giá thì đây là một cây đàn guitar rất là hiện đại, đa chức năng, đấy, rất là hay mà anh chị và các bạn chắc là cũng đang tìm kiếm. Đấy. Rồi, chúng ta cùng khám phá luôn cây đàn này có gì hay nhé. Thì đầu tiên, đây là một cây đàn guitar classic của hãng guitar Martinet. Đấy, guitar mà hãng Martinet thì quá nổi tiếng rồi, Thân Nguyễn cũng không giới thiệu nữa. Rồi, thì đây là mẫu có modem là Hispania Black. Đấy, đây là một mẫu đàn guitar hãng guitar Martinet vừa cho ra mắt đầu năm nay. Đấy, thì đây là một phiên bản màu đen bóng. Cái đàn này nó sở hữu cho mình là một cái đàn classic nhưng mà kiểu dáng của một cái đàn guitar điện. Đấy. Thùng mỏng. Thùng này Thân có đo qua thì nó tầm khoảng 4,5 cm. Đấy, thùng mỏng nhá. Cần là cần 48. Đấy, 48 mm. Rồi. Sở hữu 14 ngăn. Đấy. Thay vì classic là 12 ngăn nó lên đây, nhưng mà cái đàn này nó sở hữu đây là 14 ngăn và tổng thể của cái đàn này là khoảng 21 ngăn. Đây là 21 phím. Đấy. Phím đàn là phím bum bê, có nghĩa là phím cong. Đấy. Hơi cong thì giúp mình bấm nó dễ hơn, cũng như khi mình chặn, đặc biệt là khi mình đánh lead. Rất là sướng. Đấy, bấm chặn rất là thích. Chặn rất là thích nhá. Đây là một cái đàn guitar, có thể gọi là một cây đàn guitar điện. Nhưng mà mình có thể chơi mộc được nhá. Có nghĩa là khi các bạn không cần cắm loa nhưng mình vẫn chơi tiếng mộc được. Tất nhiên là tiếng mộc của nó chỉ đủ đáp ứng một người chơi thôi. Đấy, để mà đánh nhiều người chơi, nhiều người nghe thì nó cũng không thích hợp lắm. Tại vì đây là một cái đàn guitar siêu mỏng rồi. Đấy. Nó chủ yếu để cho chúng ta cắm loa hoặc biểu diễn sân khấu. Rồi. Cái điều đặc biệt của cái đàn này là cái pick up EQ nhá. EQ các bạn có thể nhìn thấy nó có 3 cái núm, đúng không? Đấy, 3 cái núm với 3 chức năng. Rồi, 3 chức năng gì thì lát nữa chúng ta cùng khám phá nhá. Rồi, đằng sau này. Đấy. Đằng sau là bầu điều khiển của nó. Bầu điều khiển này rất là nhiều chức năng, đầy đủ chức năng và nhiều chức năng mà những cái EQ hoặc là những cái guitar khác không có nhá, mà chỉ có cây guitar này mới có thôi. Đấy, chúng ta cùng khám phá nhé. Đầu tiên, các bạn có thể nhìn thấy ở đây có 5 cái lỗ, đúng không? Đấy. Các bạn cũng không đoán được đây là 5 cái lỗ gì, đúng không ạ? Không phải là lỗ loa nhé. Đấy. 5 cái lỗ này chính là 5 cái điều khiển bát chét. Đấy, để cho nó to nhỏ tùy vào chúng ta. Thay vì nó lồi lên chúng ta vằn vằn thì nó sẽ nằm sâu ở trong cái lỗ này. Chúng ta có thể dùng cái thiết bị của nó và chúng ta sẽ xoáy ở đây để cho nó cân bằng. Đấy. Nha. Đấy. Khi mà chúng ta muốn điều khiển 6 dây đàn cho nghe cho phù hợp với tai của chúng ta thì chúng ta phải điều khiển những cái nút ở trong cái lỗ này, 5 cái nút này. Nha. Tiếp theo, đây là một thiết bị có sử dụng pin sạc. Tiếp theo, cái lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ này, đây chính là cái lỗ đặc biệt nhất mà không có EQ nào có nha. Đây là cái lỗ cắm kết nối EQ ra loa. Đấy. Bình thường các bạn hay phải cắm bằng jack 6 ly đúng không ạ? Nhưng mà cái EQ này thì có jack 3 ly để chúng ta cắm ra loa luôn. Đấy. Và chúng ta có thể dùng tai nghe có cắm vào cái jack 3 ly này để nghe. Đấy. Đấy chính là cái dây kết nối như này. Đấy, rất là nhỏ đúng không? Đấy. Chúng ta có thể cắm vào điện thoại, cắm vào loa, cắm vào tai nghe, tất cả mọi thứ đều cắm qua cái này. Chỉ cần một cái đầu jack 3 ly như này. Thay vì bình thường chúng ta sử dụng EQ thì chúng ta phải dùng jack 6 ly như này, to như này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần jack 3 ly và mình kết nối bất kỳ cái loa nào nhá. Bất kỳ cái loa nào có lỗ 3 ly chúng ta đều cắm được. Và theo mình biết thì tất cả các cái loa đều có jack 3 ly này hết. Đấy, chúng ta có thể cắm, đây là điều đặc biệt mà chỉ trên cái đàn guitar Martinet Hispania sở hữu
nhá. Tất nhiên cái đàn này cắm 6 ly vẫn được. Đằng sau đó là cái lỗ 6 ly đây. Đấy. Các bạn có thể dùng dây lai hoặc jack 6 ly các bạn cắm vào bình thường nhá. Các loa của các bạn mà không có lỗ 6 ly này thì các bạn dùng cho mình dây jack 3 ly để cắm ở đây. Đấy. Hoặc là các bạn có thể dùng tai nghe. Các bạn cắm trực tiếp vào và các bạn nghe lên tai. Là thế là xong. Đấy. Bất kỳ cái loa hay cái tai nghe nào có jack 3 ly các bạn cắm vào cái lỗ này, các bạn đều sử dụng được cái EQ này. Khi các bạn cắm vào nó sáng đèn lên, tức là nó đã hoạt động nha. Đấy, mình cắm này. Đấy, nó sáng đèn lên này. Đúng chưa? Các bạn rút ra thì nó sẽ tự động ngắt nguồn. Đấy. Được chưa? Đấy, chỉ cần các bạn có cái tai nghe, các bạn cắm vào đây. Và ưu điểm của cái này là khi mình đánh vào buổi đêm, mình có thể cắm vào đây. Đấy. Xong mình cho lên tai mình nghe, tai nghe. Đấy, thì không bị sợ ồn đến hàng xóm. Đấy, hay là bất kỳ người nào. Tất nhiên là chúng ta sẽ đánh nhỏ nhỏ thôi nhé. Đánh to thì cây này, tại vì cây này vẫn có âm mục. Âm mục của nó thì rất là bé. Tiếp theo là cái đầu, cái lỗ vuông vuông này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái lỗ vuông vuông này. Thì đây là cái lỗ để các bạn có thể kết nối lên điện thoại. Đấy, hay là kết nối lên máy tính mà chúng ta muốn thu âm trực tiếp luôn. Thì khi mình cắm vào đây thì coi như là nó sẽ biến cái cục EQ này thành một cái sao cạc. Thì chúng ta có thể thu âm luôn. Đấy. Thì kết nối này thì mình đã có dây đây rồi. Dây này là háng tặng các bạn luôn. Đấy. Đấy. Ví dụ cái dây các bạn cắm vào đây. Đấy. Các bạn cắm cái dây vào đây. Đấy. Xong đấy các bạn cắm cái đầu này. Đấy. Vào điện thoại này. Đấy. Và mình có thể thu âm như một cái sao cạc. Nó sẽ biến cái cục EQ này thành một cái sao cạc. Và thu âm luôn. Hay nói cách khác, cái EQ này là tích hợp cho mình một cái sao cạc tự nhiên có sẵn đầy đủ các chức năng ở trên cái EQ này rồi. Đấy. À, ở cái đầu này thì chúng ta có thể cắm được vào máy tính, máy ảnh hay là cắm vào điện thoại đều được. Thì nó sẽ có hãng sẽ tặng các bạn luôn đầu chuyển đổi nha. Đây là đầu chuyển đổi của iPhone. Đấy. Đầu chuyển đổi của iPhone. Khi các bạn muốn cắm cái này lên điện thoại để các bạn thu âm, các bạn cắm vào iPhone thì các bạn sẽ có một cái đầu chuyển đổi lên iPhone. Các bạn cắm vào. Đấy. Đấy, sau đó sẽ biến cái dây này thành cái dây kết nối của EQ lên iPhone của các bạn. Thì các bạn có thể thu âm luôn trên điện thoại, quay và thu âm trực tiếp như là sao cạc luôn. Đấy. Này, nó có cả hình máy ảnh nhá. Các bạn có thể kết nối luôn lên máy ảnh luôn nhá. Khi sử dụng cái đàn này thì chúng ta có thể chơi mộc, cắm lên thu trực tiếp điện thoại hay là máy tính đều được. Đấy, tất cả mọi thứ. Đây là điều đặc biệt rất là hay của cái đàn này. Quay trở lại với cái ba cái núm đằng trước. Ba cái núm đằng trước này thì nó là ba cái núm điều chỉnh hiệu ứng. Đấy. Thì đầu tiên đây là nút điều chỉnh volume. Chúng ta có thể tăng nhỏ âm lượng. Tiếp theo là chức năng đập gõ thùng. Thì đây là một cái nút của mic. Khi các bạn cắm vào đây thì các bạn đập lên thùng, nó kêu tiếng mic cho chúng ta có thể đập gõ thùng thoải mái. Tiếp theo, cái nút thứ ba là cái nút hiệu ứng cho các bạn như là delay hay là vang. Đấy. Thì các bạn mà vặn một tí thì nó sẽ là chế độ vang. Các bạn vặn kịch kim thì là nó là chế độ delay. Đấy. Lát nữa mình sẽ test cho các bạn cùng xem nhé. Cái này thì ti chỉnh cong cần của nó sẽ nằm ở trên này. Các bạn tháo cái tam giác này ra là nó nằm ở dưới cái tam giác này nhá. Đấy. Thì về cái đàn này thì gỗ của nó không phải là gỗ công nghiệp, cũng không phải là gỗ ép, mà là nó full gỗ thịt hoàn toàn. Đấy. Mặt trước là gỗ maple. Đấy. Mặt sau là gỗ mahogany nguyên khối nhá. Cây này là gỗ maple, nó đã sơn đen rồi. Anh chị nào thích cái đàn nó vân thì chúng ta sẽ chọn màu khác nhá, màu gỗ vàng gỗ hoặc là màu cánh gián, nó cũng có vân gỗ nhá. Thì đây là một cái đàn sơn bóng rất là đẹp. Đấy. Thì đây là một cái đàn guitar Hispania này thì mới về bên thân Nguyễn. Cái này gia công rất là đẹp nhá. Đấy. Cái đàn này vừa cho ra mắt thì gia công nó hơi tẻ tí, nhưng mà sau quá trình hoàn thiện thì bây giờ nó cũng rất là đẹp rồi. Đấy, các bạn có thể, anh chị và các bạn có thể quan sát. Đấy. Khi anh chị và các bạn đặt đàn bên thân Nguyễn thì thân Nguyễn sẽ tư vấn thêm cho anh chị nhiều thêm nhá. Trong clip này thì nó cũng giới hạn thời gian thôi. Rồi, đây là một cái đàn guitar full gỗ thịt nhé.
Này, và EQ chức năng nhưng mà một chiếc sau cạc. Cái lỗ này này, các anh chị và các bạn mà thích đánh loa to thì chúng ta chỉ cần mua một cái loa mini. Đấy, chúng ta dán lên đây và chúng ta cắm vào đây, nó ra tiếng mộc luôn. Đấy, anh chị thấy rất là hiện đại không? Đấy. EQ này thì có cái loa mà chúng ta đặt trên mảng, những cái loa rời nhỏ nhỏ như này, chúng ta cắm vào đây thì là khi anh chị chơi là nó phát ra rất là to luôn nhá. Đấy, đấy là một gợi ý cho anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Tiếp theo đây thì Thân sẽ review âm thanh mộc của nó trước nhá. Âm thanh mộc là âm thanh không có cắm lên loa nhá, âm thanh tự nhiên. Anh chị cùng các bạn lắng nghe âm thanh mộc của nó này. Ok, chúng ta vừa được lắng nghe âm thanh mộc của cái đàn này rồi. Như Thân đã nói thì cây này chỉ đáp ứng nhu cầu âm thanh mộc của một người chơi. Đấy, nếu muốn cái đàn này hay thì bắt buộc chúng ta phải cắm loa nhé. Vì cây đàn này nó thiết kế để biểu diễn và thiết kế theo kiểu guitar điện, cho nên là chúng ta cũng không thể đòi hỏi là âm thanh mộc của nó phải hay cả nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối lên loa. Lên loa thì rất là đơn giản như Thân đã nói đây rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần dây line 3 ly, chúng ta cắm vào đây. Đấy, chúng ta cắm vào loa. Thân đã kết nối dây line 3 ly. Đấy, đầu 3 ly vào loa. Chúng ta cùng sẽ nghe âm thanh sau khi cắm loa nhé. Đấy, đây là âm thanh chưa lên loa này. Rồi, âm thanh lên loa này. Âm thanh lên loa rất là hay, đúng không các bạn? Ngoài ra thì các bạn mà cảm thấy dây bass nhỏ, dây bass dưới to, dây bass nhỏ kém thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng 5 cái lỗ này nhé. Đấy. Còn cái nút trên này là mình điều chỉnh mình muốn đập dây. Đầu tiên mình vặn cái nút giữa này. Đấy. Đấy thì mình đã bắt được tiếng thùng rồi nhá. Đấy. Các bạn cho bé thôi nhé, các bạn cho to nó hay bị hú. Đấy, đây là tiếng thùng. Đấy. Đấy là tiếng thùng nhá. Tiếng thùng của cái mic, cái nút dưới này. Rồi, chúng ta cùng test tiếp cái nút thứ ba. Nút thứ ba là nút chúng ta chỉ vặn lên một tí là nó sẽ cho âm thanh của nó rất là vang. Nó như kiểu trong một cái phòng rồng ấy. Vẫn là nút thứ ba này, nhưng chúng ta vặn quá nửa đi, gần kịch đi thì nó sẽ ra delay. Delay là như này. Thank you.
Thì nếu như mà chúng ta bỏ vào với mức tài chính là khoảng 12 triệu đồng thì một cái đàn như thế này quá là xuất sắc nhé. Để chúng ta có thể biểu diễn sân khấu và có thể chơi tại nhà, cái loa không cần phải sắm loa xịn làm cái gì cả, tại vì cái đàn này nó đã đầy đủ hết, như là một cái sao cạc cho chúng ta rồi, đầy đủ hết rồi. Đấy. Đầy đủ chức năng, đầy đủ chức năng, chỉ thiếu một cái là loa ngoài thôi. Cái loa ngoài thì như thân nói thì chúng ta mua một cái loa mini nhỏ, chúng ta cắm vào đây, thay cái dây dây ba ly này là xong, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cắm vào đây là xong. Đấy. Rồi, bây giờ thân sẽ rút cái dây ba ly này. Đấy. Đấy, thì nó dành cho những anh chị mà không muốn cắm loa, không muốn đầu tư âm ly nhá. Thì cái đàn này nó sẽ đầy đủ hết rồi, không có cái gì cả. Bình thường chúng ta mua âm ly là để chúng ta chỉnh bass chết hay là những cái chức năng reverb delay, thì trên cái EQ này nó có hết rồi. Có hết sạch rồi. Chúng ta không phải mua âm ly nó làm gì cho tốn tiền cả. Đấy. Tiếp theo. Đây, chúng ta thích cắm âm ly để điều chỉnh đến âm ly thì có điều chỉnh đến âm ly nhá. Đấy, dây 6 ly này, cắm đằng sau. Xong. Chúng ta cắm cái đầu 6 ly tiếp theo vào cái âm ly. Đấy. Đánh như âm thanh nhé, âm thanh không khác gì cái dây ba ly cả nhé, nhưng mà nó khác ở chỗ là chúng ta điều chỉnh trên cái âm ly thôi, thay vì điều chỉnh trên cái đàn. Đấy, đây là mình đang tắt hết nhé, đấy, mình tắt hết hiệu ứng của cái đàn ấy. Đấy, mình chỉnh lên âm ly này, mình cho một tí âm ly lên. Đây là âm ly nhé. Đấy, mình không đụng chạm gì đến đàn đâu này. Đúng không? Mình tắt âm ly này. Mất tiếng delay, mình cho delay của âm ly lên. Đấy, mình tắt âm ly, mình tắt delay của âm ly. Mình lấy âm ly delay của cái đàn, mình vặn ở đây. Các bạn có thấy giống nhau không? Y hệt không khác gì cả. Cho tiếng delay lên. Đấy. Không cần phải chỉnh âm ly. Đấy. Đấy. Chúng ta có thể alo luôn này. Alo. Alo. Mic này. Alo. 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 Rất là hay. Mình rất là thích cái đàn này. Ở trong clip này mình làm rất là dài cho nên là tại vì nó hay quá, nhưng mình muốn review rất là chi tiết để anh chị và các bạn có thể quan sát và cũng như là thấu hiểu về cái đàn này.